Xin chào anh em, rất vui được gặp lại trên kênh review đồng hồ chính hãng của Jimmy Hôm nay mình có về được một chiếc đồng hồ của hãng Bonex Cartier Và chúng ta sẽ cùng review chiếc đồng hồ này Đối với những phiên bản của Bonex Cartier thì chúng ta sẽ có một cái hộp rất là to như thế này Được tặng mô hình siêu xe Đây, mở hộp ra thì chúng ta sẽ có cái đồng hồ bên trái và bên phải của anh em sẽ là một cái hộp đựng siêu xe Thì cái hộp này nó sẽ cho chúng ta một chiếc siêu xe với thép không rỉ, thép đặc luôn nha. Nên nó rất là nặng và anh em có thể mở được cái cánh cửa của nó. Để lấy xe này ra thì anh em mở bốn con ốc phía dưới này là chúng ta có thể lấy được chiếc xe rồi. Anh em có thể để trang trí trên bàn hoặc là chúng ta có thể cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Đó, tùy theo mục đích của mình nha. Rất là đẹp. Mình sẽ đi vào nhân vật chính của chúng ta sẽ là chiếc đồng hồ. Và bên dưới thì anh em sẽ có những cuốn sổ sách đi kèm đây là phụ kiện nè thẻ nè trước đây thì đồng hồ Tuấn Hưng phân phối độc quyền của hãng này Bonacati cho nên là giá khá là cao lanh quanh 30 triệu còn hiện tại chúng ta đã có thể tự nhập về những chiếc đồng hồ Bonacati với giá sách tay tiết kiệm hơn rất là nhiều và đợt này thì mình sẽ có một chiếc đồng hồ Bonacati phiên bản rồng Ờ, với cái phiên bản rồng thì chúng ta chỉ cần vài triệu là anh em đã sở hữu chiếc đồng hồ đẹp rồi và mình sẽ review ngay cho anh em đây đây là chiếc Bonetti phiên bản rồng mặt màu bạc con rồng bạc nha Đó, ờ, rất là ngầu luôn Năm nay là năm 2024 là năm Giáp Thìn thì đó là năm rồng luôn và việc chúng ta sở hữu một chiếc đồng hồ trên tay, một con rồng trên tay thì nó rất là phù hợp để chúng ta đi chơi Tết. À, rồng là biểu tượng của sự thiêng liêng, của quyền lực và à, năm nay là năm rồng nữa thì anh em nghĩ sao nếu mà chúng ta đeo trên tay một chiếc đồng hồ rồng, phiên bản rồng nhìn rất là hay. Chiếc này có mã số là BG5605. Và đây là một cái phiên bản rồng niền đính đá Chúng ta sẽ có được um, Những cái viên đá rất là sáng ở đây Về mặt số thì anh em thấy là Bên trong chúng ta sẽ có một cái biểu tượng rồng Chạm khắc nổi rất là chi tiết và sắc sảo Logo Bonescati ở lòng phía ngoài Bên trong thì chúng ta sẽ có những cái cọc số vạch 12 cọc số vạch đầy đủ Có phủ lâm Và mặt giữa đây sẽ là một con rồng Rất là đẹp Để mình zoom lên cho anh em xem nha đây. Một con rồng màu bạc có cả vảy nè, làm chi tiết sắc xảo đến từng cái vảy rồng luôn. Nền đính đá và những viên đá của chúng ta sẽ là đá bốn chấu cho nên nó sẽ rất là khó rớt nha. Đá rất là sáng nè anh em thấy nó sáng rực luôn. 20 chân kính phía dưới sẽ là dòng chữ 20 chân kính nè. Kính sapphire công nhìn rất là trong và chúng ta thấy được nguyên rồng bên trong. Bên thân trái phải thì sẽ xử lý bóng Bonus Cati bạn ở đây à, Phong giác của Bonus thì nó đi theo cái hơi hướng là thể thao cho nên là anh em thấy là hai cái đầu nó sẽ cong như thế này à, Việc đầu cong như thế này giúp cho anh em rất là dễ dàng để đeo dù chúng, chúng ta có cái cổ tay nó hơi khiêm tốn chút xíu à, Với cái phiên bản rồng này thì size nó tầm khoảng lên quanh khoảng 45 á Anh em cổ tay tầm 17 cho lên đeo rất là đẹp bộ nét đa phần là form to cho nên là anh em có tay to thì đều càng đẹp nha Để hiệu chỉnh giờ thì chúng ta chỉ cần kéo ra một nấc rất là dễ dàng và anh em xoay như thế này Mình sẽ chỉnh được giờ Lên God à, Chỉ có một thao tác một nấc đầu tiên thôi tại vì chúng ta không có lịch ngày à, Bộ dây cao su đi kèm và sẽ có những cái phần à, rảnh để cho cái bộ dây nó cá tính hơn Bộ nét logo ở phần đai đây Khóa sẽ là khóa xuyên và chúng ta sẽ có được khóa xuyên màu bạc có logo thương hiệu Bonescati. Đây phần dây. Nắp lưng của chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có một cái nắp lưng dạng bắt vít và mình sẽ có những cái thông tin tham khảo như là Bonescati nè, BG 5605. Tất cả đều sử dụng thép không rỉ hết, máy automatic và nó sẽ có được khả năng chống nước là 5 ATM ở mặt sau nắp lưng mình cũng thấy là mình sẽ có một cái đuôi rồng làm rất là chỉnh chu nha phía sau sẽ là đuôi con rồng lấp ló bên trong phần phía sau mặt kính nó sẽ che một phần cái bộ máy bộ máy automatic này thì nó có khả năng trữ có 42 giờ đây là bộ máy của à, hãng Monicati phát triển và chúng ta sẽ có khả năng trữ có 42 giờ Nhìn rất là hay tay thử cho nên xem nha. À, mình mình sẽ đo cái phần lấc to lấc để anh em dễ hình dung. Ờ um, từ vị trí này đi. Đó, lấc của nó sẽ là 53. Thì uh, như vậy thì anh em cổ tay tầm khoảng 17 trở lên để mới đẹp. Dày là khoảng 14.5 ở giữa, vị trí ở đầu nó sẽ là 12.2. Theo mình á thì uh, anh em có cổ tay tầm khoảng 17 trở lên chúng ta để mới đẹp. 16 thì đeo ok Có thể đeo chơi Đây cổ tay Jimmy đang đeo là 16cm nè Đó anh em thấy là cái lớp này nó sẽ Tới 53, 54 Nhưng mà nó vẫn ôm cổ tay Nó không hở luôn nè Tại vì cái thiết kế của Monet Gatti Thì nó sẽ thiết kế hai cái đầu cong Cong xuống Và nó rất là ôm tay Nên là việc chúng ta cổ tay nhỏ chúng ta vẫn có thể đeo được Một chiếc rồng trên tay Và đặc biệt những anh em nào cổ tay to Thì đeo rất là đẹp luôn mình làm 6 cm là dạng cổ tay tầm trung rồi Lấp lánh Rất là sáng Ngoài cái phiên bản đính đá này thì mình sẽ có cái phiên bản không đính đá niền trơn nha Màu bạc Và cái option thứ hai đó là cái bộ vỏ màu vàng hồng rose gold mà BBD Cũng đính đá niền hoặc là niền trơn Thì sẽ có bốn option này cho anh em lựa chọn Chúng ta sẽ có niền trơn nè, niền đính đá và hai màu, màu bạc và màu vàng hồng nha Quá ngầu luôn mặt con rồng nè cực kỳ ngầu rồi bây giờ mình sẽ test cái phần lum xem cái dạ quan của chiếc đồng hồ này sáng cỡ như thế nào nha Đây anh em thấy không Dạ quan của nó rất là sáng nha Chúng ta sẽ có 12 cọc số nè Đầu kim dây Đầu kim phút Kim giờ đều có Và đặc biệt chúng ta sẽ có dạ quan ở hai con mắt của con rồng nữa Anh em nhìn kỹ là ở hai mắt của rồng thì chúng ta sẽ có cả dạ quan luôn Thì giúp cho chúng ta có một cái chiếc đồng hồ rất là ấn tượng và con hút khi mà mình vào những khu vực tối á. Đây hai con mắt nó sáng cái này là ánh nắng mặt trời nó sạc rất là, là mạnh thì con mắt của nó sẽ rất là sáng nha mình chỉ sạc chút chút thôi mình test cho anh em đó. quá dữ đó wow rất kỳ sáng hai con mắt rồng nè trước này mình sẽ để giá trên phần tiêu đề và dưới mô tả của video anh em À, có thể nhắn vào hotline 0907 525 Jimmy sẽ hỗ trợ tư vấn à, trực tiếp cho anh em nha khi mua hàng thì ngoài phương box mình sẽ gửi kèm thêm một phiếu bảo hành để cam kết cho anh em à, 100% authentic nè bao xài 7 ngày đầu hỗ trợ trả, trả góp cà thẻ từ xa và chiếc này Jimmy sẽ bảo hành cho anh em 2 năm hầu mai bảo hành trong đời miễn phí ship à, giá rất là tốt nhưng anh em tham khảo dưới tiêu đề hoặc là nhắn inbox cho mình Chiếc đồng hồ Bonnet phiên bản rồng bạc rất đẹp rất là phù hợp với năm 2024 giáp thân Và cảm ơn các anh em đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau. Xin chào anh em, rất vui được gặp lại trên kênh review đồng hồ chính này của Jimmy. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em xem video thì hãy bấm đăng ký kênh cùng nhấn biểu tượng chuông bên dưới để nhận thông báo khi Jimmy có những video mới. Và anh em sẽ săn được những chiếc đồng hồ mình ưa thích với giá rất là tiết kiệm.